ong hà mòn, đắc hà con tum, một con Cricket V2 VIP 2022 bản S1000 nhé. Bản này thì là bản nâng cấp, đánh 6 tụ băm và bản này đã được em đắp mạch nhá. Anh em nhìn này, mạch đấy. Thì đây là máy thứ 5 đi vào trong hà mòn nhá. Đấy, trước đấy thì cũng có mấy anh em lấy rồi. Thì tất cả những anh em lấy máy Cricket V2 VIP bên mình đánh thì đều cho thấy phản hồi rất tốt, nên là giới thiệu rất là nhiều anh em cho bên mình nhá. Thì hôm nay lại một anh nữa đã cọc tiền và em đã làm cho khách một con máy xong xuôi hoàn chỉnh, và giờ em sẽ vào vỏ và gửi đi cho khách nhá. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và đặt hàng bên em nhé. Thì anh em chờ em một chút, thì em sẽ vào vỏ và test và hướng dẫn cho chủ máy này cách sử dụng. Đấy, trong hà mòn đắc hà con tum thì em đã vào vỏ xong và quay nội thất máy cho anh em xem. Thì máy chạy 6 tụ băm, 4 tụ 8 và 2 tụ 6, còn tụ đầu ra là 450 680. Anh em nào mà thích lắp tụ 1000 mi thì báo với em, nhưng mà lắp tụ 1000 thì nó sẽ khỏe hơn và nó tốn điện hơn. Đấy, tụ 1000 thì anh em nào có nhu cầu đánh rô phi thì lắp tụ 1000, còn không thì cá trắng thì cứ 680 mà dã, nó tiết kiệm điện và ánh thì ổn định và ngon. Đấy, biến áp thì biến áp Samut chính hãng, hai biến áp E65. Thì linh kiện máy tất cả các thứ thì máy bên mình nét căng luôn, rất là đẹp. Và từ tiếng máy đến ấy thì đều là rất là đanh nhá. Thử cho anh em nghe này. Đấy, thì ở đây có công tác chuyển áp nhá, 4 tụ, 6 tụ, nấc một gạch là 6 tụ và nấc nấc này thì là nấc không gạch nào thì là 4 tụ nhá. Bấm này. Đấy, tiếng máy đanh. Bật 6 tụ nó khỏe hơn thì bóng đèn nó sáng hơn. Đấy, đảm bảo chất lượng luôn, máy móc rất là ngon. Test tiếng máy cho anh nghe. Đấy, đây là hướng dẫn anh em chỉnh sẵn các chế độ đánh rồi. Số 0 đánh đánh vợt, số 1 vừa vợt vừa cáp. Số 1 vừa vợt vừa cáp anh nhá. Còn ở đây là kéo cáp đạp điểm. Bấm này. Đấy, thì anh em ở trong miền trong mà muốn kéo đạp rèn chuyên gia trơn, đối với những anh em ở trong khu vực Bình Phước và các khu vực trong miền Nam mà đánh cá da trơn, cá chốt, cá các loại cá nhỏ mà kéo cáp mà đi xuồng composite đánh cáp thả theo thuyền thì máy này có thể đáp ứng được cho anh em, và để tần số tầm khoảng 30 Hz thì nó sẽ chơi du tất cả các loại cá da trơn nhá, nổi như phao anh em ạ. Cá chốt với nói chung là chạch, chiếc, chê, cá tra 30 Hz, chỉnh tầm 30 Hz da trơn rất ngon. Còn nếu mà đánh tầm khoảng 80-85 Hz thì chơi cả cá trắng lẫn cá da trơn nhá, cá có vảy ấy. Đấy, máy móc bảo hành 1 năm cho anh em thử đánh, anh em thấy không, công suất máy rất khủng nhá. Đấy, tiếng máy thì cực kỳ đanh. Máy bên em, anh em cứ yên tâm về chất lượng nhá. Đấy, ok luôn nhá. Thì em đã hướng dẫn cho anh ấy tần số đánh. Còn nếu mà anh em nào mà muốn đánh điểm chọc tầm khoảng 7-8 mét thì anh em bấm cò hơn 1 phút và yêu cầu tần số chỉnh cho em ở cái này là 75, 100 và 10 nhá. Bấm tầm hơn 1 phút. Đấy, đối với những anh em đánh điểm nhá, máy rất là ok luôn. Rồi, chào anh em nhá. Thì anh em nào có nhu cầu quan tâm đến máy thì liên hệ với em, bảo hành uy tín chất lượng.